xin chào toàn thể quý hàng nhé. Hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại giai đoạn 3 của BKM Trần Thành. Và trục đường Trọng Thơ đang đứng đây là trục đường D1V. Và hiện tại đường đang được đổ đá mịn và chuẩn bị đổ nhựa trong thời gian sắp tới. Và ngay vị trí này, hôm nay công ty bất động sản Centerland bung ra 3 lô liền kề với diện tích mỗi nền là 5x30, thổ cư 100% và được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng nha cả nhà. View chúng ta là view đường song hành nha cả nhà. Từ cái vị trí Trọng Thơ đang đứng đây chạy vào 150m là tới vị trí đất của Trọng Thơ đang mở bán, và hiện tại giá chỉ có hơn 8 triệu trên mét vuông. Song hành với dãy nhà phố thương mại của đường D1. Đường D1 thì mặt đường rộng 52m, kết nối từ giai đoạn 1 450 ha qua giai đoạn 2 và qua giai đoạn 3 là ngay vị trí Trọng Thơ đang đứng đây. Và trục đường này cũng chạy thẳng sang trường Cao đẳng Bình Phước với thiết kế 14 tầng, sẽ cho đi vào hoạt động cuối năm 2022 này nhé. Với một diện tích nằm ngay lõi trung tâm, và như cả nhà đã thấy đấy, nằm giữa trục đường D1B và đường mòn Hồ Chí Minh. Như hướng tay Trọng Thơ đang chỉ đây là trục đường Hồ Chí Minh. Rẽ phải chúng ta sẽ về Đồng Xoài và các tỉnh Tây Nguyên, rẽ trái chúng ta sẽ về Long An và các tỉnh miền Tây. Hiện tại giá chỉ có hơn 8 triệu một mét vuông mà vị trí nằm ngay lõi trung tâm. Từ vị trí Trọng Thơ đang đứng đây, chúng ta chạy ra khu công nghiệp 2000 ha chỉ có 350m, chạy ra trường Cao đẳng Bình Phước chỉ có 400m. Quý khách hàng quan tâm tới vị trí này, hãy liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu cho mình một trong 3 vị trí đẹp. Và hãy đăng ký kênh của Trọng Thơ để theo dõi những video mới nhất, cập nhật tình hình giá tại khu công nghiệp BKM Trần Thành. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.